Chào tất cả mọi người, mình là Kuro Gaming đây và hôm nay mình đã tiếp tục chơi Minecraft 1.21. Ở tập trước thì mình gọi là có xây cho mình một cái hang động, nói chung là xây tượng trưng cho một ngôi nhà thôi. Và mình cũng muốn mở rộng nó thêm nữa. Như hiện tại thì trước tiên thì mình sẽ đi đi mai trước, rồi sau đó thì mình sẽ trở về nhà để chúng ta sửa nhà lại sau. Thì mình nghĩ như vậy thì sẽ ok hơn. Nhưng trước tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị một ít đồ đã. Mình nghĩ là với số lượng như đây thì mình đã đủ để đi mai rồi đó. Thức ăn thì chỉ cần như đây thôi. Mình không biết là đủ không nữa. Mà mình cần phải trồng cho mình một ít rừng đước ở chỗ này đi. Bên này nha. Mình sẽ trồng bên này. Và hiện tại thì mình mới thêm cho mình là ba cái resource pack vô để cho cái map của mình nó đẹp hơn á. Đây, ba cái resource pack của mình vô. Và các bạn biết không? Nhìn bình thường thì nó sẽ rất là cũng được thôi, nhưng mà hiện tại là mình đang chơi mà nó không có Optify, với lại là không có shader nữa. Các bạn coi nè, cài đặt hình ảnh. Đó, nó không có cái hình diện của Optify và ấy ha. Nói chung là chơi như vậy thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta lại không thể nào thêm shader qua được. Có khá là nhiều bạn kêu mình là anh ơi anh thêm shader cho nó đẹp đi, nhưng mà mình muốn thêm lắm chứ nhưng mà không có được. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm cho mình một cái đường hầm ở trong nhà mình luôn, và mình sẽ không muốn ra ngoài nữa. Ok, mình sẽ tạm thời làm cho mình một cái đường hầm và nối thẳng đi xuống dưới. Mà trước tiên chúng ta làm đường hầm á, mình sẽ cần phải làm thêm một ít của cái này nữa. Và cái cúp nhờ. Mình nghĩ là cái cúp đó chắc là đủ á. Ok, vậy rồi, sau đó một cái khiên nữa ha. Mình muốn bảo đảm cho an toàn cơ thể của mình hơn. Rồi ok, vậy là xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi mai kim cương và thêm ít sắt nữa thôi. Mình để mình coi coi, chúng ta nên làm cho mình cái hướng nào ta. Mình nghĩ là cái hướng này đi. Đi thẳng bên trong một tí. Đó. Bên trong đây sẽ là cái đường hầm để chúng ta đi mai. Và mình nghĩ là tọa độ của mình là đang ở 66. Và đào thẳng xuống dưới thì mình nghĩ là chắc là cũng hơi sâu đấy. Tầng âm mà. Mình đào thẳng xuống dưới đây á, thì mình phát hiện dưới đây nó một cái hang cho mình nữa. Ồ, cái hang này khá là rộng lớn luôn á. Ồ, thạch nhũ nè. Ui, quay. Ây da. Mấy con quỷ này bắn đau ghê luôn mọi người ạ. Để mình xử lý nó. Rồi, một, hai rìu là chết nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ coi trong này có sắt không nha. Ui, nó hơi tối. Có sắt này, mình cần đào cho mình sắt nữa này. Đồng ở nhà hình như mình có nhiều lắm rồi, chắc mình sẽ không đào nữa. Và ở dưới đây á, nó có rất là nhiều đá dioxide luôn. Mấy cái đá này á thì mình sẽ rất là cần thiết sau này xây dựng nhà. Mình thấy là ngon phết luôn á. Sau này mình chỉ cần sau này mình đào thôi là được rồi. Mấy cái đá dioxide này. Rồi, mình sẽ đào. Mình có sắt rồi này. Mình sẽ làm thêm một cái lò nung nữa để chúng ta nung một ít sắt chỗ này luôn. Tại sao hồi nãy mình không mang cái lò luyện kim theo ta? Thôi kệ đi, mình lỡ không mang theo rồi. Mình sẽ nung một ít sắt. Mà bên này nó có một cái hang động tươi tốt. Và mình nghĩ dưới đây nó sẽ có axolotl cho mình. Đấy rồi, mình thấy một em rồi này. Chắc là mình sẽ nhảy xuống mình bắt luôn á. Chỗ này có cái dây leo hả? Rồi luôn rồi, có mấy con zombie bị đuối nước rồi. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm cho mình một cái cúp sắt trước cái đã. Sau đó là một cái xô nước nữa. Đây rồi. Ba cục sắt này thì mình sẽ làm cho mình một cái xô nước để mình có thể bắt mấy em axolotl về cũng được. Mình nghĩ là chắc cũng chưa vội đâu. Mình cần đi mai cho mình thật là nhiều sắt trước cái đã. Còn axolotl đó thì mình sẽ để sau. Tại dưới đây nó có rất là nhiều axolotl luôn đó. Các bạn có thể thấy là cái hồ này nó không thiếu gì axolotl luôn. Bên này nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kệ tụi nó đi. Bây giờ mình cứ đi mai theo công việc của mình thôi. Bên trong này có cái gì không? Ê, cái đuốc của tôi đâu rồi? Đây. Cắm đuốc vô nè.
Có ít thang nằm đào luôn nhá. Ô trời ơi. Bình tĩnh bạn, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình cần sắt thôi, không cần gì hết. Đây rồi. Trong này nó không có mấy cái quặng phát sáng như mọi người nghĩ đâu nhá. Tại vì mình không có xa đồ cho nên là quặng phát sáng lại không có đâu. Mình sẽ đào hết sắt bằng... Ơi! Con zombie này nó đi theo mình à. Ui, một cái hang bên dưới nữa mọi người ơi. Khá là nguy hiểm. Để mình coi trong này còn cái gì cho mình không. Hello. Ây da. Trong này đầy nhiều đá dioxide ghê luôn á. Sau này ta hồ xây dựng bằng đá dioxide luôn. Rồi. Trong này hết rồi, không còn gì hết. Ừ. Không còn một cái gì hết. Rồi mình... Ô, oh, bên này con này. Ui. Ôi dồi ôi. Mình quên mất là mình vẫn chưa có lò luyện kim. Mình quên mất luôn đó. Trời ơi, nghe cái bọn zombie này nó cứ hú hú bên kia khó chịu ghê luôn á. Mình cần cho mình là 5 cục sắt để chúng ta làm cái lò luyện kim. Thêm một cục nữa thôi. Mình sẽ bước 2 cục này đi. Rồi, bây giờ chúng ta lấy một cục nữa, sẵn tiện làm cho mình một cái lò luyện kim luôn. Rồi, có lò luyện kim. Cái lò này nung sắt thì phải nói là cực kỳ nhanh nha. Mình rất thích cái lò hun khói với cái lò luyện kim này luôn. Bởi vì nó sẽ làm việc rất là nhanh. Mình không muốn là nung cái lò nung bình thường đâu. Dưới này mà rớt xuống một cái thì tới công chuyện luôn. Phải cẩn thận mới được. Bên đây nhiều sắt lắm nè. Ô, đây có sắt nè. Rồi, có sắt thì mình lượm thôi. Mình nghĩ sao chuyến đi mai này của mình sẽ khá là thuận lợi luôn á. Ok. Gì đây? Ơi, sắt của tôi. Ơi. Ui, bên trên thật là nguy hiểm. Rồi thì mình nghĩ chúng ta sẽ làm cho mình một cái bộ giáp trước. Cái xuống hang này mà không có giáp thì ghê quá à. Ở dưới đây rất là nhiều sắt luôn á. Nên mình đặt cái cửa ra để mình đào ra. Rồi. Trời, mình không thấy cái gì luôn á. Nếu bây giờ mình cầm cái đuốc lên mà nó phát sáng được thì tối thiểu máy luôn. Kim cương đây rồi. Hy vọng là cho mình mấy viên nha. Ở dưới đây mình không thấy cái gì luôn các bạn ơi. Tối thui. Ơ, đây viên đó nè. Là 2 viên kim cương rồi. Vậy là mình thực sự là mình không thấy gì cái gì luôn á. Tối thui à. Trời, nếu bạn nào mà xem hết tối mà cho mình xin lỗi nha. Trời ơi, chứ tôi không muốn như vậy đâu. Tại vì đây là chỉ là cái bản thử nghiệm thôi. Cho nên là cái kim cương nhìn lạ vậy ta. Ây da. Nó tối kinh khủng luôn á. Mình không thể thấy cái gì luôn mà. Mình còn không thấy cái gì là sao các bạn thấy được đúng không. Nhưng mà có kim cương là được rồi. Mình được 2 viên. Ít nhất là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ bơi lên trên đi. Có kim cương là ngon lành. Ý, chết đuối. Ui. Rồi. Trời ơi, nó tối cực kỳ luôn. Thì là kinh khủng quá đi. Rồi, mình đào thêm một ít sắt chỗ này nữa. Vậy là nãy giờ mình đào cũng khá là nhiều sắt rồi. 27 cục sắt. Và được 2 viên kim cương nữa. Tuyệt vời luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đầu tư vô hết và tài sản gọi là bằng sắt hết luôn nha. Mình sẽ làm cho mình một cái ủng nè. Mình đeo vào cho nó an toàn nè. Đó. Vậy là chúng ta đã có giáp rồi. Bây giờ thì mình làm thêm vũ khí nữa là ngon lành. Theo như mình nghĩ là tôi sẽ đi xuống sâu hơn một tí nữa để chúng ta tìm kim cương. Thêm một cái quần sắt nữa vậy là xong. Và thêm một cái mũ nữa. Chúng ta chỉ còn 5 sắt nữa thôi. Rồi, mình đã đủ cho mình là full bộ đồ giáp sắt rồi. Bây giờ còn kim cương nữa thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống đây
Hy vọng như đó sẽ có rất là nhiều kim cương cho mình nữa. Mình cũng đang khá là cần kim cương nữa. Kim cương trong khởi đầu cũng khá là ngon đó mọi người nha. Mà dưới đây mình thấy toàn là sắt không à. Oh my god luôn á. Một cái hang động tươi tốt ở dưới nhà mình ư. Ngon vậy trời. Không sao, một cái hang khá là tốt. Với lại là một cái ship map cũng rất là tốt nữa. Rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Bây giờ thì mình sẽ tìm cái đường đi xuống nha. Cái đường đi xuống sẽ là cái đường bên này thì phải. Ôi! Ôi rồi. Rồi, đường đi xuống đây rồi. Một con zombie. Một con zombie. Một con zombie. Không nha, nó tối thiệt các bạn ơi. Nó tối thiệt luôn á. Nó tối đến nỗi mình không thấy cái gì luôn. Mình cũng phải cắm đuốc vô này nè. Rồi khu vực lại sáng được nè. Có lưu ly luôn. Ơ, có kim cương nữa nè. Mà cái tầng này á là chỉ có một viên thôi. Ồ đúng, mình nghĩ luôn, đúng một viên luôn. Mình chế tạo cho mình thêm một ít đuốc nữa. Dưới này mà không có đuốc thì mình chắc là mình sẽ không thấy cái gì luôn á. Mình đi mình cắm đuốc nha. Để chúng ta biết cái đường đi về nữa. Có sắt nè. Cái hang động này thì mình khá là thích nha. Tóm lại là nãy giờ mình đi cũng được được 1/2 cái hang rồi đó. Cái hang rộng lắm. Ở bên kia nó còn cái hang nữa thì phải. Mình cứ đi đến đâu thì mình đào đến đó thôi. Kim cương đúng không? Kim cương này. Hai viên kim cương luôn. Ui. Trời ơi. May mắn là đây chứ đâu. Một viên này. Hai viên. Ba viên kim cương nữa. Có khi được 4 viên không? Không được 4 viên các bạn ơi. Không, mình thấy như vậy là ôi, ôi, ôi. Lava, lava. Tôi cá chắc rằng á, là cái hang này sẽ còn rất là nhiều kim cương cho mình á. Thôi thì mình cố gắng đào thôi. Lưu ly này thì để về sau chúng ta đem về nhà để nâng cấp vũ khí cũng được. Bây giờ mình có giáp rồi đó cho nên mình cũng được phải đỡ sợ hơn nãy rồi. Hồi nãy không có giáp mà đi vô đây thì nó nguy hiểm cực. Tính ra là mình có giáp mà con scale bắn mình 1.5 nha. Ừ đúng rồi đó. Ây da. Ok. Bên này có viên kim cương cho mình nữa này. Ôi, cái hang này thiệt là một trong những cái hang mình thấy khá là thích luôn á. Mình đã đóng sắt ra đã. Ôi, sắt thì mình cũng rất là nhiều nha. Mình đào nãy giờ cũng được 3 mấy viên rồi này. Rồi mình cứ đào hết thôi. Trong hang này nhiều sắt lắm. Ôi. Ôi, cái này mình rớt xuống lava là mình chết luôn á. Ôi trời ơi. Tôi phải cẩn thận hơn một tí mới được. Không là hơi nguy hiểm. Kim cương. Một viên nào nữa không? Mấy tầng này đa số là mình thấy có một viên. Đúng một viên một luôn. Từ khi là tầng 4 mấy 5 mấy thôi. Hình như là mình nghe tiếng cái tiếng gì ta? Cái tiếng gì quen quen á. Cái tiếng thạch anh tím thì phải. Ở bên này nó có một cái khu mà bỏ hoang nữa này các bạn ơi. Ui ôi. Ui ôi. Thấy ghê quá. Ui có slam hả? Ở chỗ này là cái chân slam. Tối quá không thấy cái gì luôn. Cắm đốt trước cái đã. Trong này là có một viên kim cương cho mình nữa này. Ngon lành. Nhưng mà một viên cũng được các bạn ơi. Mình đào có từng viên một hồi mình cũng nhiều à. Tóm lại là cho mình bao nhiêu viên mình cũng lấy hết trơn á. Đào có là được. Hang này nhiều sắt lắm. Mình sẽ không bỏ sót cái nào đâu. Còn cái nào cao quá thì mình sẽ không đào nhá. Mình cũng khá là lùi lên cao để mình lấy. Ây da 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 da. Cái con. Con gà này. Trời ơi. Một cái khu một bỏ hoang ở trong này nữa. Tối quá các bạn ơi.
Một viên kim cương ở trong này nữa. Woo. Ui, hết hồn. Cái này là hai viên luôn á. Ba viên. Bốn viên, ui rồi. Bốn viên kim cương. Còn cục nào nữa không? Ok, vậy là hết rồi. Mình sẽ đi xung quanh xem khu vực này còn không nhá. Mình cũng muốn đi xuống sâu thêm á. Hello. Ồ, còn nữa nè. Mình không biết cái hang này hang gì, nhưng cứ đi thử đã. Lỡ có kim cương nữa thì sao. Mình đang đi vào cái khu vực bỏ hoang này này. Ngoài kia thì mình thấy là không còn kim cương nữa, cho nên mình sẽ đi vào đây khám phá và đào được rất là nhiều kim cương nữa. Mình thấy là cái hang này nó gần nhà mình, nó ngon quá chứ. Nó đâu có ngồi, phải nói là tệ đến mức mấy đâu đúng không. Trời ơi, tôi không tin được luôn á. Rồi, bây giờ mình nghĩ mình đào cũng khá là nhiều rồi đó. Mình cứ nên trở về chưa ta? Thế nhưng mình nghĩ là nên đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trở về nhà. Sau đó là mình còn sửa soạn lại căn nhà của mình nữa, trang trí là nhà của mình nữa. Bây giờ mình sẽ bơi lên trên đi. Dưới đây hình như là không còn cái gì để cho mình khám phá rồi. Dưới đây hết rồi. Mình đi xung quanh luôn rồi đó. Còn bên đây chưa đi nè. Nước. Oh my god. Cái hang gì thế này? À dạ, tối quá đi. Hang động tươi tốt. Cái hang động tươi tốt này nó nằm kế bên cái hang động thạch nhũ luôn. Trong này còn rất là nhiều sắt nữa. Mình đào luôn đi. Mình đang xem là cái đường lên của mình đâu ta. Úi rồi. Hình như mình nhớ không lầm là nó thường ở bên này thì phải. Đây rồi, đây rồi. Ây da. Ok, vậy là xong. Về tới nhà rồi mọi người ơi. Mà trước tiên về tới nhà thì mình cần phải làm cho mình một cái đường cầu thang đi lên cái đã. Mình đang có khá là nhiều đá, mình sẽ dùng cầu thang này. Không biết là đủ không ta, chắc là đủ á, dư luôn á. Rồi, chúng ta sẽ làm cho mình cái đường đi lên như kiểu này nhá. Như nè. Đó, như vậy mình sẽ đi nhanh hơn. Ngủ một giấc thôi. Rồi, mình nghĩ là sáng ngày hôm sau thì mình sẽ nung cho mình một đống sắt này. Lò luyện kim đây. Đống sắt như thế này. Ơi, hình như là mình hết than rồi thì phải. Thì mình sẽ nung cho mình ít than nữa. Làm than gỗ đi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ đồ vô hết trong này đi. Rồi mình sẽ đi ra ngoài kia để chúng ta chặt thật là nhiều gỗ. Rồi bây giờ trang trí thôi. Mình nghĩ mình sẽ đầu tư vào cái rìu kim cương luôn cũng được. Đây, một cái rìu kim cương nhá. Sau đó là một cái cúp kim cương nữa. Rồi, vậy là xong. Chuyến đi mai này của mình thực sự là quá đã luôn. Mình thấy là mình chặt như đây gỗ cũng đã đủ cho mình rồi đó. Mình không cần nhiều đâu. Bởi vì cái căn phòng của mình nó cũng khá là nhỏ, cho nên là như đây gỗ là đủ cho mình rồi. Mình cũng muốn dùng cái gỗ đước để mình trang trí lắm. Nhưng mà mình trồng để đây thì chỗ này chúng ta chặt gỗ á, để mình có thể làm cho mình những căn nhà bằng gỗ đước. Hoặc là mình có thể trang trí bằng hang cũng được, không sao hết. Trước tiên thì mình cất cái đống này vô cái đã. Ây da, hết rồi hả? Rồi, nung thêm ít nữa nào. Rồi, cho nên chúng ta sẽ gọi là san bằng lại hết. Chúng ta sửa chữa lại như thế này nha. Mình sẽ sửa lại hết cái khu vực này luôn. Mình muốn là thay cái sàn này bằng đá dioxit cơ. Thôi thì chúng ta cứ xây bằng gỗ trước đi. Cái sàn bằng gỗ trước cũng được. Mình xây nhưng mà có được không ta? Mình nghĩ chắc được đó chứ, chắc không sao đâu. Mặc dù là nó hơi tốn gỗ xíu thôi, nhưng mà từ từ là sẽ không tốn nữa. Như thế này. Rồi, tương tự thì bên đây thôi.
Rồi. Ủa? Xong rồi. Vậy là mình chỉ cần trang trí lại góc tường này thôi là xong. Không có còn nhiều lắm nhỉ. À, bích lo lại nào. Rồi. Giờ lúc chúng ta sẽ dùng gỗ để chúng ta lắp lên như thế này. À, cái sàn này chúng ta nên làm bằng đá dioxide đi ha. Cái đá dioxide sẽ hơn, sẽ đẹp hơn á. Mình muốn là như vậy, trong này chúng ta sẽ lót tường lại thôi. Đây rồi. Các bạn có biết tại sao mình lại nói cái đá dioxide là đẹp không? Tôi chỉ cần đánh bóng lại thôi là được rồi, như thế này. Và muốn nữa thì chắc không được đâu ha. Như vậy là đúng không? 64 và lót thì chắc không đủ cho mình đâu. Mình sẽ cần đào thêm nữa. Đào dư cũng được, không sao hết. Nhà thì mình hình như là mình đã sửa lại xong hết rồi. Với lại bây giờ tí mình sẽ cho mọi người xem thử cái ngôi nhà của mình nha. Nhà trong hang nhưng mà trang trí thì cũng tạm được thôi. Ok, bây giờ thì lên trên thôi. Đủ rồi đó. Tôi vui luôn. Rồi, xong. Bên này thì mình sẽ làm lò nung, còn bên này thì mình sẽ làm cái hệ thống lương rương chứa của mình để chúng ta có thể gọi là làm cho nó đỡ ấy hơn. Nhưng trước hết thì chúng ta làm á thì mình cần phải thế này đúng không? Rương chứa thì chắc mình sẽ xuống một tầng nữa đi. Thêm một tầng nữa chắc không sao. Ok, và đã xong ngôi nhà của mình rồi. Và các bạn thấy như thế nào đây? Ở đây thì mình chỉ cần bỏ cái cầu thang vô đó thôi là được rồi. Mình sẽ bỏ cầu thang đá vô đi. Mình còn dư á. Đó. Và là xong. Chỗ này chúng ta bỏ cho mình một cái cửa nữa. Và là chúng ta sẽ có một cái cửa như thế này. Và là cũng tạm được rồi. Chỗ này cũng tương tự. Thì mình sẽ làm cho mình một cái cầu thang gỗ. Nó sẽ hợp lý hơn. Đây rồi. Ở chỗ này. Rồi. Còn trong này chắc mình sẽ trang trí lại luôn. Mình sẽ trang trí bằng đá dioxide. Đó, như thế này đi. Xong. Và dưới đây cũng tương tự luôn. Bằng đây dioxide luôn. Rồi, mình đã thấy căn nhà của mình nó đã sáng sủa hơn rồi. Và muốn sáng sủa hơn nữa thì mình cần phải chỗ này mình làm nó hơi lệch tí xíu. Mình cũng muốn ép vô trong một tí nữa cũng được. Ok, vô trong để cho nó đẹp ha. Và mình sẽ lột hết cái vỏ này đi cho ngôi nhà của mình nó đẹp hơn. Ok, vậy là đẹp hơn hồi nãy rồi. Còn chỗ này chúng ta sẽ dọn dẹp đi luôn. Dọn dẹp hết. Rồi, cái rương này chắc là mình sẽ dọn dẹp luôn á. Mình nhớ là mình có là đây rồi. Hai cái rương chứa vô đây. Có thể mở được luôn nha. Và mình có thể trang trí thêm một ít nền trong đây cũng được nữa. Chính là đá dioxide trước đi. Ok, vậy là xong rồi. Rương chứa như thế này. Và bên này thì mình sẽ đập đi luôn. Đó, như vậy đi. Chỗ này chúng ta sẽ làm thêm bên đây thì mình sẽ bỏ đá nha, block cái thứ á. Và hiện tại thì mình đã bỏ ra rất là nhiều thời gian để chúng ta xây dựng cho mình cái căn cứ như thế này. Và một ít thời gian cho đi mai nữa.
Và hiện tại thì mình đã hoàn thành xong căn nhà trong hang động của mình rồi. Bây giờ mình còn sửa lại chỗ này nó thôi là xong rồi. Mà cần thêm đá diorite nữa. Còn đúng một cục luôn á. Chỗ đó chắc thêm gỗ đi. Ok, và được rồi, hợp lý. Rồi bây giờ thì mình đã xây xong cái khu vực này rồi. Các bạn thấy đẹp không? Nó đẹp hơn rất là nhiều đúng không? Đó. Không đẹp là không được luôn á. Và hiện tại thì đây là cái khu mai của mình nữa. Và ok, và ở tập sau á, bạn nào muốn mình làm cái gì á thì mọi người bình luận hí dưới giúp mình nha. Và mình thấy video này cũng khá là dài rồi. Và nếu mọi người thích video này của mình á thì các bạn đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha.